chương thứ 13. Đức Chúa Giêsu vừa ra khỏi đền thờ, có một môn đồ thưa cùng Ngài rằng: "Thưa Thầy, hãy xem đá và các nhà này là giường nào." Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Ngươi thấy các nhà lớn này ư? Rồi ra sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn khác nữa, tất cả đều đổ xuống." Ngài đang ngồi trên núi Olive đối ngang đền thờ, thì Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và An-rê hỏi riêng Ngài rằng: "Xin Thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến, và có điểm gì cho người ta biết các việc đó sẽ hoàn thành." Đức Chúa Giêsu khởi phán rằng: "Hãy giữ mình kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng? Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến xưng rằng chính ta là Chúa cứu thế. Họ sẽ dỗ dành nhiều người. Khi các ngươi nghe nói về giặc và nghe tiếng đồn về giặc thì đừng bối rối. Những việc ấy phải xảy đến nhưng chưa là cuối cùng. Vì dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, cũng sẽ có động đất nhiều nơi và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi. Còn các ngươi phải giữ mình. Họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội, và vì cớ ta sẽ đứng trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ. Nhưng trước hết, tin lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã. Và khi họ điều các ngươi đi nộp, đừng ngại trước về điều mình sẽ nói. Nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho, vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy. Bây giờ, anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình mà làm cho phải chết. Các ngươi sẽ bị mọi người ganh ghét vì danh ta, nhưng ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. Khi các ngươi sẽ xem thấy sự tàn nát gớm ghiếc lập ra nơi không nên lập, ai đọc phải để ý. Bây giờ, những kẻ ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà chớ xuống, và chớ vào trong nhà mà chuyên bất luận vật gì. Ai ở ngoài đồng chớ trở về lấy áo sống mình. Trong những ngày đó, khốn cho đàn bà có thai cùng đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho điều đó chớ xảy ra lúc mùa đông. Vì trong những ngày ấy có tai nạn, đến nỗi từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, cho đến bây giờ chưa hề có như vậy, và về sau cũng sẽ chẳng hề có nữa. Nếu Chúa chẳng giảm bớt các ngày ấy, thì không có sinh vật nào được cứu. Nhưng vì cớ những kẻ Ngài đã chọn, nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy. Khi ấy, dầu có ai bảo các ngươi rằng, kìa Chúa cứu thế ở đây, hay là Ngài ở đó, thì đừng tin. Những Chúa cứu thế giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ, phép lạ. Nếu có thể được, thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi cả. Trong những ngày ấy, sau kỳ tai nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng chẳng chiếu sáng nữa, các ngôi sao sẽ từ trên trời rớt xuống và thế lực các tầng trời sẽ rúng động. Bây giờ, người ta sẽ thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự đến trên đám mây. Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời. Hãy nghe lời thí dụ về cây vả. Vừa khi nhánh nó trở nên non và nức lộc, thì biết mùa hạ gần tới. Cũng một lẽ ấy, khi các ngươi thấy các điều đó xảy đến, hãy biết con người đã tới gần ở nơi cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi việc kia xảy tới. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta không bao giờ qua đâu. Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết gì cả, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, nhưng chỉ cha mà thôi. Hãy giữ mình, tỉnh thức, vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng bảo đứa canh cửa thức canh. Vậy các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay là sớm mai, e cho người về thình lình, gặp các ngươi ngủ chăng? Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người. Hãy tỉnh thức.